Trước đó, trong sáng nay, mùng 9 Tết Quý Mão 2023, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm động viên các đơn vị công trình ra quân sản xuất thi công đầu năm mới Quý Mão 2023. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Thăm dự án đầu tư bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận biểu dương những kết quả bước đầu của Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công cùng các đơn vị liên quan. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là dự án đặc biệt quan trọng nhất của thành phố Đà Nẵng vào thời điểm này và là dự án chính phủ rất quan tâm. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị phải tập trung tối đa lực lượng để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Không phải chỉ khi mà dự án này hoàn thành, mà khi chúng ta bắt tay vào tổ chức triển khai, bởi vì như các đồng chí biết là khi chúng ta bắt tay vào tổ chức triển khai thì nó đã kéo theo hàng loạt các cái hoạt động có liên quan, rồi cái việc mà giải ngân vốn đầu tư công nó cũng thúc đẩy vào cái sự phát triển của thành phố. Chính vậy mà tôi đề nghị là đối với Ban Quản lý là cần phải tích cực triển khai các cái nhiệm vụ theo chức trách nhiệm vụ của mình. Đối với liên doanh nhà thầu, tôi đề nghị là tập trung lực lượng các cái phương tiện để có thể đảm bảo được tiến độ về mặt thi công và đặc biệt là đảm bảo về cái chất lượng. Tại đây, lãnh đạo thành phố cũng đã thị sát thực tế tình hình triển khai dự án này. Dự án bến cảng Liên Chiểu là một trong 3 cảng biển nước sâu của Việt Nam, được quy hoạch là cảng đặc biệt với quy mô tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chứa chở từ 6.000 đến 8.000 tiêu. Dự án gồm 2 hợp phần, trong đó hợp phần A với kinh phí đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và thành phố, khởi công cuối năm 2022. Hợp phần B, giai đoạn khởi động của dự án có tổng diện tích 44 ha, quy mô 2 cầu cảng 750 m, được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân. Đến thăm công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời Sun Group, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị thời gian qua, đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục có sự nỗ lực đầu tư, đồng thời làm mới các sản phẩm du lịch cũng như làm tốt công tác truyền thông để thu hút thêm nhiều du khách đến với Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố luôn quan tâm đồng hành với doanh nghiệp và đề nghị các sở ngành liên quan tích cực quan tâm hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc cho Đà Nẵng trong thời gian đến.